Hi, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại từ game Sudbet 3 cùng Jenly. Hôm nay thì mình quyết định sẽ hoàn thành cái thử thách là mình sẽ lấy được một trong những cái món đồ từ boss này. Đầu tiên là mình phải có một cái thanh kiếm để mình chiến đấu với boss và săn quái nó sẽ dễ dàng hơn. Kế đến là mình phải có một cái mũ giáp mà nó trâu bò hơn một xíu. Và lần này nhất định mình phải hoàn thành được cái điều đó. Hiện tại thì cái con boss này nó đang bị tẩn rất là nhiều và xung quanh thì có những người chơi khác. Họ cũng đang bắt đầu cái giai đoạn mà tẩn boss. Thì mình ở đây thì mình khá là yếu hơn những người chơi khác nên là mình bắt đầu mình đánh vài ba cái để mình chạy ra. Chứ mình ngu dại gì mình bu vào cho con boss nó nện mình hay sao. Mình ăn hành tím mài tím mặt sao nên là đánh vài cái để mình dạt ra. Thấy nó say dạng kim la thái là mình bay ra liền. Chứ để nó say chừng 3 say thôi là mình lên đường ngay lập tức. Rồi nhảy vào cái mình nhau mình quất nó nữa nè nó. Chiêu e của mình hồi rồi. Ui, nhận được tiền rồi. Ui 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 ui. Mình mới thấy một cái món vàng. Từ từ. Có đồ rồi. Giang sự khởi đầu nan, giang nan cái nó có rồi nè. Một cây kiếm. Cánh địa ngục. Đây là cái kiếm vàng đầu tiên mình sở hữu. Có rất là nhiều các bạn fan muốn cho mình nhưng mà mình muốn tự sở hữu thì nó sẽ trân trọng và nó trân quý hơn là cái bảo vật của mình đi săn. Và sau khi mà có được kiếm rồi thì chắc chắn rồi mình phải đến một thợ rèn để mình rèn cái thanh kiếm này lên đến một cái mức tối thượng đá mình đã chờ cho đến giây phút này để đập cây kiếm lên nó full nó mát luôn. Lúc trước thì mình chỉ có đập 5, đập 6 thôi, còn bây giờ mình đập thử coi là nó mát là bao nhiêu nha. Có được đồ vàng là mình chơi liền ngay tức khắc. Đá mình thì nó còn nhiều lắm, còn đến 70 mấy viên lận, tha hồ mà gõ. Gõ không được thì mình kiếm khác mình gõ nữa. Gõ chừng nào mình hết đá ngày hôm nay thì thôi. Mình đã có kiếm rồi, vậy là bây giờ còn thiếu cái bộ giáp nữa. Thì đập cây kiếm lên trước đi. Cộng 7, 1439 đam. Sau cộng 7 sẽ là cộng 8. Để coi lượng đam sẽ là bao nhiêu. 1454 à. Vậy thì mình cộng lên thôi. Cộng 9 là 1470. Cộng 10 là bao nhiêu đây? Thanh kiếm của mình đang từ từ mạnh dần lên. Cộng 10 là 1487. Cộng 11 sẽ là bao nhiêu đây? Bao nhiêu là full? Ôi, cộng 10 là full rồi các bạn ơi. Cộng 10 là full rồi. Gần như là hết đá của mình luôn. Thì sau khi mà mình đã cộng lên rồi thì bây giờ mình sẽ mê hoặc enchant cái kiếm này. Thì không biết là cái dòng nào ngon, mình thấy là cái dòng crit dam này. Rồi cái dòng chỉ số 10% nè. Rồi cái dòng tấn công nè. Dòng nổ power. Còn cái dòng mà HP mà hồi phục nhanh 20% đó thì tùy. Đó là dạng như là hút máu vậy đó. Nhưng mà mình thích crit dam hơn. Crit dam thì mình lâu lâu được những cái phát chí mạng nó gây dam khủng. Một phát là coi như là chết ngay. Rồi bây giờ đã đầy đủ xong thanh kiếm rồi thì mình bắt đầu mình săn lùng bộ giáp. Thì cái con boss này thì nó vẫn sử dụng những cái chiêu thức u như kỹ y như cũ thôi. Săn con boss này bây giờ thì nó quá là quen thuộc rồi. Địa ngục dương cái con khỉ móc xì gì nữa. Bây giờ mình đã quá mạnh rồi. Giờ nhau vô đánh con địa ngục dương này thì nó thật sự là rất là easy. Kiếm của mình bây giờ mình sử dụng kiếm chiêu vô tình tâm thì kiếm mà làm sao mà cái con này chơi lại. Còn cái chiêu say của nó thì quá dễ né, vừa thấy cái dòng đỏ là ta chạy lúc rồi. Rồi nó mần ăn gì được nữa. Nó xong, tiêu diệt được con boss. Ê, 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 bộ giáp luôn này các bạn ơi. Hên vậy. Nó ngon lành, trời ơi. Có giáp luôn rồi. Về rèn thôi. Có giáp là về là mình phải rèn liền. Hiện tại đá của mình thì nó không còn nhiều nha. Rèn được cái bộ giáp cộng 10 với kiếm này cộng 10 lên à, chắc cũng tầm khoảng 100 mấy cục ruby á. Hơi căng. Nhưng mà mình nghĩ là mình làm được. Rồi mình cộng nó bao nhiêu đây thôi. Chứ bây giờ nó cũng hết ruby rồi. Còn 5 cấp cộng nữa. Giờ là cộng một cấp là 7 ruby. Rồi lên những cấp cao rồi 9-10 ruby. Giờ là mình mê hoặc trước đi. Giờ là mình lấy cái dòng nào ta. Cái áo này cái dòng crit dam cũng được, cái dòng max HP cũng ok. Nhưng mà mình thấy cái dòng crit dam thì sẽ tốt hơn. Cái áo quay ra crit dam thì các bạn cũng yên tâm. Tại vì nó vẫn cộng vào cái crit dam khi mà mình sử dụng đam kiếm. Nên là mình cứ vô tư cho cái áo nó crit dam nha. Sau khi kiếm giáp có đầy đủ thì mình bắt đầu mình đi săn đuôi chó địa ngục. Mình có được 19 đuôi rồi. Bây giờ chỉ việc là mình săn thêm một cái đuôi cuối cùng nữa là mình có thể lắp ráp được một con chó địa ngục rồi.
Lúc trước thì xài phượng hoàng mà lắp ra con phượng hoàng nó bé tẹo tèo tèo quá, thấy gớm ói quá nên là bắt đầu chuyển sang chó địa ngục. Mà các bạn đi đánh cũng nhớ là mình nhận nhiệm vụ nha, để cho nó có cái cấp á. Thì nó có cấp thì các bạn cũng sẽ có được cái điểm kill point nè. Thì các bạn sẽ nâng vào như là đại kiếm, nào có song kiếm thì các bạn nâng mát chiêu để các bạn đánh. Ok 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 ok, có được cái đuôi cuối cùng rồi. Thì bắt đầu mình sẽ quay trở về. Ghét cái con chó này quá quýnh luôn. Mình hiện tại là mình đang 2 trên 5 nhiệm vụ, từ từ để mình hoàn thành luôn cái nhiệm vụ cái đã. Nhìn thấy cái nhiệm vụ nó rất là chướng mắt nên là hoàn thành luôn. Đó các bạn thấy không, cái chiêu E nó có rít đàm vô nó rất là mạnh mẽ luôn. Nó quất một phát một là bay màu của chó địa ngục. Còn một con nữa đâu rồi? Ở đây. Giờ phất chiêu E xuống là bay màu ngay. Rồi mình sẽ không nhận nhiệm vụ nữa nha. Rồi mình cờ lam rồi mình nô nhận nhiệm vụ nữa. Mình sẽ quay về để bắt đầu chế tạo chó địa ngục. Về thôi, về thôi. Để coi cái địa điểm chế tạo đâu rồi ta. À đây, chính nơi đây. Trời ơi, cái chỗ nhân vật mà chế tạo của con chó địa ngục nữa nè. Chó sai to. Mình sẽ lấy con chó sai như vậy á. Phượng hoàng thì coi như là vứt rồi. Giờ nó tốc độ di chuyển mà nó sai to thì vẫn ok. Sai 70 là full nha, sai thấp nhất là 2. Rồi, 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 rồi. Rồi. Sai thấp nhất là 25, sai cao nhất là 70. Trời đất ơi, mà nó ra sai 29 vậy con chó địa ngục của mình nó sao ta? Ê, 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 bảy rồi. Rồi xong, xong rồi, xong rồi, xong rồi, đi tông rồi. Sai vô. Mình biết cái kết quả nó không có hơn gì con phượng hoàng với con nai già đâu. Ơi ơi, trời đất ơi, con chó địa ngục chế tạo ra cái con gì hết trời. Con này là dạng là bớ đẻ luôn đó. Baby. Ôi ơi, con cái mỏ nó kìa các bạn. Rung 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 kìa trời đất ơi. Sao mà chế tạo được cái con chó này? Gớm thật sự. Biết mình vào cái cù trai mình mua luôn được rồi. Cỡ nó mà nó rung rẩy làm như chở mình không nổi gì á. Ôi ơi, con chó địa ngục kìa trời. Có ai mà có thấu không? Sai 25 cho đến sai 70 chế ra sai 29. Sai 40 cũng được đi. Trên lệch quá rồi nha. Này là siêu mới đẻ luôn rồi, chắc đẻ được chắc 2 tiếng đồng hồ. Quá gớm rồi. Chắc chế mấy con golem đó chắc còn được hơn nữa. Mà chế ra con golem chibi nữa rồi nói gì nữa. Nào 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 nào, mình sang mình chế golem lửa đó coi. Quá tức à. Chỗ quá gớm. Tính đâu chế là con bự 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 bự. Đúng thiệt. Chê chê chi con phượng hoàng. Nó ra con còn nhỏ bé xíu hơn phượng hoàng nữa. Giờ là mình úp luôn cái áo này đi. Giờ mình đã có đủ rittle rồi này. Tại trong lúc mà mình farm cái đuôi của chó địa ngục đó, thì mình cũng đã farm được những cái rittle này đến từ chó địa ngục đó. Mình cộng lên hết luôn đi. Maximum luôn. Cộng 10 là full rồi. Đó. Vậy là xong xuôi. Vậy là có áo cộng 10, có vũ khí cộng 10, có được con chó địa ngục mà hơi mắc cười xíu. Trời ơi. Quá chán. Giờ là vô đánh boss thử nha. Đó. Boss giờ là mình solo mình luôn à, không có ai rồi mình mới coi được thực lực của mình rồi. Chém rít đam đã chưa? Rồi. Ủa sao ba bốn nào hay sao bay bay ở trên đầu con boss vậy? Độ cái khả năng của mình là giờ khả năng triệu hồi nhân vật bay trên đầu con boss kìa các bạn, lợi hại chưa? Trời ơi, mình đánh con boss chưa đến 30 giây nữa. Quá dữ. Các bạn thấy kỹ năng đặc biệt của mình chưa nè? Làm lại cho các bạn xem nè ha. Chờ boss ra đi, đó. Cái mình bắt đầu mình lít mình triệu hồi. Admin mà còn thấy cái kỹ năng của mình mà còn quỳ lại nữa mà. Các bạn nào có được kỹ năng như mình không? Đó, giờ con boss này là mình quất chưa đến 20 giây luôn kìa. Rồi các bạn thấy nó rít đam, nó lên đam đã chưa, cái đam tím tím á. Đó, bốn cà mấy. Nhanh gọn lẹ boss liền. Mày thấy dữ chưa? Vãi cả mấy nhân vật hách hách no mi. Game này mà cũng có hách nữa. Chắc là hách đi farm kiếm vũ khí, kiếm rồi kiếm mấy cục kia bán các bạn. Hàng chi, bạn nào mà có hàng ca đó là chắc chắn tỷ lệ hách là khá cao.
Thôi được rồi các bạn ơi, video lần này thì coi như là mình cũng đã đạt được đủ chỉ tiêu, có được một cái thanh kiếm huyền thoại cộng 10, có được cái giáp cộng 10, có được một con chó địa ngục, nhưng mà hơi thất vọng xíu, nhưng mà không sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này, hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn.